Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Thì hôm nay em lại mới về thêm được hai bộ giò dĩa để chia sẻ đến các bác đây. Thì hai cái bộ giò dĩa này đó là hàng đã qua sử dụng các bác nhé. Hàng này thì được em mua lại ở bên Nhật về. Thì hai cái bộ này thì nó qua sử dụng rồi đấy, nhưng mà nó còn nguyên hộp các bác nhé. Đấy, chủ cũ ở bên Nhật người ta rất chi là cẩn thận đó. Người ta còn giữ lại được cái hộp các bác nhé. Cái bộ này là cái bộ R7000 này. Đấy, còn cái bộ màu đen này là cái bộ R8000 các bác nhé. R8000 Ultegra R8000, đĩa là 50-34 này, giò là giò 170 này đó. Hàng nguyên hộp luôn, bao xịn nha các bác. Để em lấy cái bộ 170, bộ giờ 8000 ra trước này. Đấy, hình thức còn khá là đẹp các bác nhé. Đây, nó cũng có những cái vết chày. Đấy, cái này là nó là hàng đã qua sử dụng rồi. Đây, có chày một chút đây các bác nhé. Đấy, còn cái mặt ở phía ngoài này còn đẹp các bác nhé. Đấy, có những cái vết ố này là hàng nó về mà em chưa kịp vệ sinh các bác nhé. Đấy, cái này được lau chùi nó đi là bao đẹp các bác nhé. Đấy, nó chỉ có chỗ này là nó hơi chày chút thôi. Đó, đây là cái đĩa của nó này. Đấy, cái này, này đây nó còn dầu mỡ nó đang dính vào các bác nhé. Này, này lau đi là đẹp thôi. Giò 170, đĩa là đĩa 50-34, răng lợi còn đẹp các bác nhé. Đấy, thì với cái bộ R8000 này thì hôm nay em bán cho các bác cái giá là 5.400.000 các bác nhé. 5.400.000 bộ R8000, hình thức còn đẹp, hàng xịn, bao xịn đấy các bác nhé. Đây, có phụ kiện luôn các bác này. Đó, hàng nguyên hộp. Đó, có cả hộp luôn các bác nhé. Cái bộ giò dĩa nó bé mà cái hộp nó to quá các bác. Đây, khi mà bác nào mà chốt thì mà gửi thì em sẽ gửi luôn cả cái hộp cho các bác nhé. Đấy, có cả hộp đi kèm luôn. Đó, đây là cái bộ R7000 này, 105 R7000. Bộ này cũng là bộ 50-34 các bác nhé. Giò cũng là giò 170. Đấy, cũng bị xước một chút như thế này. Đó, răng lợi cũng còn khá là đẹp. Đĩa 50-34 đấy, cũng còn vết dơ. Đấy, cái này lau đi là sạch các bác nhé. Quả hộp luôn. Đấy, này ăn chơi. Đó, chủ cũ người ta xài, người ta còn giữ được cả hộp luôn. Đó, hình thức còn khá là đẹp. Đó, thì hôm nay cái bộ R7000 này em bán 2.800.000 các bác nhé. 2.800.000 đi. Đó, bán cho các bác cái giá cực kỳ là hợp tình hợp lý các bác nhé. Đó, còn nguyên cả hộp luôn này. Đó, bao xịn các bác luôn. Đây, đây là cái nắp đậy của cái hộp này. Đây, đĩa 50-34, giò 170. Đó, đó. Thì bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại là 0936 525 998. Số này có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Rồi, em xin phép được kết thúc video ở đây. Em chào các bác.